Mula Joy, you playing Vietnam. Khi bạn đi fansite Jennie và không quên mình là người Việt Nam. Buổi fansite của Lisa có gì? Già sau người ta một tháng mà lại muốn làm chị là sao hả cô Ly? Câu này nghe quen ghê á, là của ai ta? Với lại phở đâu phải món ưa thích của Ly đâu, là của Trang mà. Có một anh chồng hát dùm like vợ tới like của mình thì lại quên. I'm okay. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Turn it around. And I
chilly. Something telling me to run.